Hello cả nhà. Lại nói đầu tiên cho Hận Vlog xin chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe, thành công công việc nha cả nhà. Và cho Hận xin chúc ông bà cô chú trên mọi miền đất nước thật nhiều sức khỏe và sống lâu với con cháu nha ông bà và cô chú. Và em không quên chúc cho những anh chị mà đồng nghiệp đó thăm bảy mùa nắng này trúng lớn nha mấy anh chị. Chứ em ở đây là thấy rồi rồi. Nắng chết chuột quá trời luôn mấy anh chị ơi. Và đồng nghề của Hận hôm nay là đi thăm Hận hôm nay đi thăm luồng 7 còn có 15 cái à, cô chú anh chị. Ở Đức Hòa nha cô chú anh chị. Ai cứ gọi nó chết chuột quá trời nhiều cái đem về luôn, Hận đem về luôn. Về còn có 15 cái à. Đây là hai cái lạp xe cua. Qua ăn chuột nha cái nhà. Qua ăn chuột. 13 bịch lúa với hai túi lưới luôn cả nhà ơi, như mọi ngày đó cả nhà. Ăn chuột là túi lưới này. Rồi tới 7 đó rồi có dính rồi, Hận sẽ quay cho cả nhà chia sẻ cho nhà xem nha cả nhà. Hận đặt lên cái cả nhà ơi. Em nhảy cả nhà ơi. Đây không cá không bắt ra đi, không quay chia sẻ cho cả nhà xem nghe cả nhà. Ăn cá cả nhà ơi. Cái này cứ gọi chết chuột con, cái này có dính gì không cả nhà. Ôi giờ nặng lắm cả nhà ơi. Phần cuối hôm nay có phần cả nhà ơi. Cái hành này hành là hành nhất đó. Hành đây con. Ôi vô ngồi trong đây luôn cả nhà. Không biết được nhất không cả nhà ơi, thấy nó bự lắm. Để lát hắn bắt ra đây rồi hắn cho cái nhà xem nha cả nhà. Như hai ba con rồi đó. Thấy con còn nhà nhỏ ở đây nữa cả nhà. À. Con này bự. Nè cái phanh đây bự nè. Con này chà bá nè, còn phanh bên đây nhỏ xíu. Để lát hẳn bắt đây không quay chia sẻ cho cả nhà xem nha cả nhà. Hẳn bắt mấy gắn luôn cả nhà ơi. Cả nhà. Con này hình nhất cả nhà. Con nhất con nhì luôn cả nhà. Em bắt ai cho nhà xem ở nhà ơi. Còn 8 bạn cả nhà ơi. Khoảng 400 g á, 4 lạng. Oh,
nhất luôn cả nhà ơi. Sáu lần hai cả nhà. Đầu bự cho bá rồi cả nhà. Rồi hay nhất rồi. Sướng sướng cả nhà ơi, sáng. Sáng thì mới có hai cái dính hai con nhất kìa cả nhà. Còn hai con nhất con nhì. Đang cá cả nhà ơi. Cái này cứ gọi mất chuồng cả nhà, cái con này nó cứ vô lại không. Phân cả nhà, y à, thấy luôn rồi. Nha ba cả nhà ơi. Nó bắt ra rồi, hôm quay chia sẻ cho nhà xem cái nhà. Như hai con vậy, hai cái đuôi luôn nè. Cả nhà ơi. Quá trời nó mưa lớn này, hận dính gắn hận có quay không được nữa cả nhà. À cả nhà. Hận chưa cam mà quay cho cái nhà xem cả nhà. Cái nào mà hận quay được thì hận quay cho cả nhà xem cả nhà, còn cái nào mà quay không được thì cả nhà thông cảm nhận cả nhà. Tại vì mưa quá sợ ướt điện thoại á, hận quay bằng điện thoại. À đó mưa đang xì lì luôn cả nhà. Dữ lắm, nó mưa luôn. Thằng đặt ở đây cái cả nhà ơi. Gần nhà quá sẽ thằng nó chuyện nhỏ nhỏ cả nhà thông cảm cả nhà. Cái chuột cái này dính không? Phần cả nhà ơi. Biết em nó bự nhỏ này cái phần này. Nặng cái này. Hình gì cả nhà ơi. Cái nào ở đây lát thằng bắt ra thằng quay chia sẻ cho cả nhà xem nha cả nhà. Thằng bắt mấy con rắn luôn cả nhà. Nhìn nãy mới dính là cả nhà. Tầm 3 lần mấy 4 lần cả nhà. Ủa trời. Thằng y da. Thằng đái này á, đái. Ủa. Hai con cả nhà, thành ba cả nhà. Cũng bỗng bộn nữa cả nhà. Nhà hàng thăm có dính là hàng quay chia sẻ cho cả nhà xem cả nhà. Thằng đặt trong này cái cả nhà ơi. Thằng nhà quá. Thằng không nói chuyện lớn được cả nhà ơi. Dính nhẹ này. Thằng nặng cả nhà ơi. Cái dấu hứa ém rồi cả nhà. Phân cái này nghe mình nhì cái này phân nó cái này nghe nó khẳng bắt ra quay chia sẻ cho nhà xem cái nhà khẳng bắt mấy gắn luôn, bắt ngon gắn luôn cả nhà ơi. Mẹ thăm hai cái cuối kia mà hai cái đó không dính con nào cho cả nhà ơi. Chết chuột hết trơn luôn hai cái mình nhì cái nhà.
cây á. Ôi, chứ nó chốt ham. Con này báo đạn cả nhà. Ôi. Quá trời ị luôn à. Này có hai cái ngoài gắn cái này. Hai con nhất, ba con nhì với mấy con hành ba đó nè. Cho hẳn kết thúc clip em cả nhà ơi. Hẹn cả nhà gặp lại những clip tiếp theo cả nhà. Bye bye cả nhà.